Tại quận Hải Châu, sáng nay, trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đã đến dự và chung vui trong lễ khai giảng năm học mới cùng thầy cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Trương Vương. Trong năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Trương Vương chào đón 704 học sinh khối lớp 6 cùng với 1.300 học sinh các khối lớp 7, 8 và 9. Thì năm nay, nhà trường có hơn 2.000 học sinh trở lại trường học sau 3 tháng hè. Tất cả đều chung tâm trạng phấn khởi với nhiều kỳ vọng bước vào năm học mới. Rất là tự hào khi mình đã bước được đến ngôi trường trung học cơ sở. Và ước mơ của con là có thể học tập thật tốt để mai sau có thể góp phần xây dựng đất nước và quê hương. Sau 3 tháng nghỉ hè khi gặp lại các bạn của em là cảm xúc em rất là vui cũng như là hào hứng và phấn khởi cho năm học mới. Còn về mục tiêu thì em nghĩ là đây là năm cuối cấp nên là em cần phải cố gắng cũng như là tập trung nhiều hơn để có thể đậu vào các nguyện vọng như các trường mà em mong muốn. Năm học 2022-2023 vừa qua, trường Trung học cơ sở Trương Vương được công nhận là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhiều cá nhân, thầy cô giáo và học sinh đã đạt giải cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, thành phố, cấp quận và cấp trường. Đây là hành trang để thầy trò nhà trường bước vào năm học mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dạy và học.